xin được trân trọng kính chào tất cả anh chị và các bạn. Chúng ta đã quay trở lại với kênh review lơ ke của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến tới tất cả anh chị và các bạn chúng ta về một dòng sản phẩm loa xách tay di động hát karaoke cực hay anh chị ha. Đây là dòng sản phẩm mang thương hiệu đó chính là Sansui. Model của nó là SS4-06 nha anh chị ha. Thì đây là cái thùng của nó nha. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ review cho anh chị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm cái chất âm của nó và cũng xem là cái thiết kế của dòng loa mini xách tay này với cái chất lượng âm thanh như thế nào và mẫu mã thiết kế nó ra sao. Thì ngay sau đây mời anh chị và các bạn chúng và các bạn thì hãy cùng với chúng tôi đến với chi tiết từng phần nha anh chị ha. Thì loa sản phẩm loa xách tay di động Sansui SS4-06 này thì được thiết kế cho mình là một cái loa xách tay giống như là một chiếc túi xách vậy nha anh chị ha. Rất là nhỏ gọn và tiện lợi luôn. Thì loa được sở hữu cho mình là gồm một bát và một chép anh chị ha, và gồm một micro. Và đây là bộ phụ kiện sạc của loa, gồm một chui sạc và adapter anh chị ha. Và đây là cái remote để điều khiển nhạc nha. Và ngay bây giờ mời anh chị chúng ta cùng đến với thiết kế của loa ha. Loa được bao phủ cho mình bởi lớp nhựa ABS cao cấp nha anh chị ha. Thì với lớp nhựa này thì cũng rất là sang trọng luôn, được phủ lên mình một cái lớp màu sơn màu đen rất là sang trọng. Và bên cạnh đó thì màn lưới của loa thì cũng được thiết kế là màn lưới màu đen luôn nha anh chị nhé. Thì bên trong là cái loa bass và loa chép ở trong này nha. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đi vào đến cái phần bo mạch của chức năng xem như thế nào nha. Thì dòng sản phẩm này với cái bo mạch chức năng thì cũng rất là tiện lợi nha anh chị ha. Đây thì anh chị chúng ta có thể nhìn thấy là với sản phẩm này được thiết kế gồm có nút volume của micro nha anh chị ha. Thì đây là volume của micro nè. Đây là echo của micro ha. Và đây là bass của nhạc nè, chép nhạc nè và volume của nhạc nha. Đó. Với dòng sản phẩm này thì chúng ta có thể là kết nối được cái lỗ cắm line in vào nha anh chị ha. Nè. Đây là nút mod chuyển qua chế độ Bluetooth nha. Nút mod chuyển qua chế độ Bluetooth nè, đây là nút ghi âm nè. Thì với dòng loa này chúng ta có thể là bật vào ghi âm nha. Ghi âm cái dòng hát của mình đó anh chị, thì chúng ta cắm USB vào ghi âm và lấy cái dòng hát của mình ha. Đây là quay dòng bài hát nè, tới lui bài hát và dừng bài hát ha. Với dòng sản phẩm này được tích hợp thêm đó chính là cái báo hiệu đèn bình yếu nha anh chị ha. Và đây là cái lỗ cắm thẻ nhớ nè, lỗ cắm USB nè. Đây là đang báo sạc nè. Với dòng sản phẩm Sansui SS4-06 này thì anh chị chúng ta nhìn thấy là có cái lỗ out, tức là mình sẽ lấy âm thanh từ TV hoặc là từ những cái phương tiện truyền âm thanh vào đó, thì chúng ta sẽ cắm vào cái loa này và loa này sẽ nhận nha. Và có hỗ trợ thêm cho mình là một bít có dây cắm vào cái lỗ này nha anh chị ha. Và đây là cái nguồn sạc của nó ha, là DC in nè. Thì chúng ta dùng cái bộ sạc adapter này ha, là cắm vào nha anh chị nhé. Với dòng sản phẩm là Sansui SS4-06 này sở hữu một micro, phải nói là micro cao cấp và hiển thị tần số nha anh chị ha. Đây anh chị chúng ta nhìn thấy ạ, micro này bằng kim loại và cầm cũng rất là chắc tay, nhìn bề ngoài cũng rất là bắt mắt và rất là đẹp nha. Một điểm tiện lợi nữa với dòng sản phẩm Sansui SS4-06 này đó chính là nó có thể sẽ xách tay di động nha anh chị. Đây là quai xách của nó nè. Thì với cân nặng của nó thì tầm 6-7kg đó anh chị, 6-7kg nha, nên là cũng rất thuận tiện cho chúng ta đi du lịch nè, và cũng như là đi dã ngoại ha, đi ra công viên mình cũng xách theo cái loa này được và hát karaoke cũng mọi lúc mọi nơi được nha anh chị. Thì chúng ta cùng đi vào cái kích thước của nó nha. Thì để anh chị chúng ta nắm rõ hơn về kích thước thì chúng tôi quay vào đây luôn. Hay, kích thước loa nha anh chị là 372 x 190 nhân cho 384 mm, tức là khoảng chừng 37 nè, 19 và 38 nha. Cái công suất đỉnh của nó là công suất khoảng chừng là 80W và công suất trung bình là khoảng chừng 40W nha. Nguồn điện thì có thể là điện sạc là 220V nè, và có thể là sử dụng bình ắc quy 12V nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chất âm của nó nha anh chị ha. Và sau đó thì tôi sẽ hát một bài karaoke cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe rõ nha anh chị. Đây là chúng tôi chỉ mở 10% đến 20% thôi nha anh chị, mà mất công suất rất là lớn nha. Mở cho anh thử cho anh chị nhìn nghe nè. Cái âm thanh ra rất là chắc luôn anh chị, bass sub nghe nó rất là đầy đủ luôn nha. Đây là thiết kế đằng sau loa nha. Mười ngón tay tình đắm say, món chắc đến em.
cứ sao lại buồn ba 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 mênh mét. Và bây giờ không làm mất thời gian của anh chị nữa thì tôi sẽ hát một bài karaoke cho anh chị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm cái chất âm của nó như thế nào khi mà hát karaoke anh chị nhé, để cho mà chúng ta chọn lựa đúng cái nhu cầu loa của mình nhất nha anh chị ha. Hai tình yêu trần tan biến nhanh, người yêu lại sao đắng cay. Thì em ơi, anh muốn nói yêu em suốt đời. Đừng trách anh giận anh buồn anh nhé em, vì ai mà anh đã yêu, yêu trong lặng lẽ. Chiều một mình hoang vắng, vì chân trời kia có ai đợi tôi. Lòng ngập ngừng bối rối, trái tim lại không tìm ra lối. Hỏi cuộc đời tại sao như thế, hỏi lòng người được bao mơ ước. Những kỷ niệm yêu dấu giờ đã khôi phai. Ngày tháng cướp mất con tim dại khờ, tình lỡ đều đã mất tôi xin tìm lại. Người yêu em nơi đâu tôi vẫn tìm thấy em. Đôi ta hẹn hò và nhớ những ánh mắt mơ thơ ngày ngày nào. Tình yêu chỉ là đùa vui thoáng qua. Người ơi biết chăng làm sao đây, em đã giết con tim mỏi mòn một lần đợi chờ. Lần thứ hai tình trong lặng cỡ trên trời kia có ai đợi tôi. Lòng ngập ngừng bối rối, trái tim lại không tìm ra lối đi. Hỏi cuộc đời tại sao như thế, hỏi lòng người được bao mơ ước. Những kỷ niệm yêu dấu giờ đã phôi phai. Ngày tháng cướp mất con tim dại khờ, tình lỡ đều đã mất tôi xin tìm lại. Người yêu em nơi đâu tôi vẫn tìm thấy em. Đôi ta hẹn hò và nhớ những ánh mắt thơ ngày ngày nào. Tình yêu chỉ là đùa vui thoáng qua. Người ơi biết chăng làm sao đây, em đã giết con tim mỏi mòn một lần đợi chờ. Lần thứ hai tình yêu chợt tan biến, yêu trong lặng cơn. Làm sao đây, em đã giết con tim mỏi mòn một lần đời chờ. Thôi hát nhiều đó thôi. Vâng, xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn chúng ta đã quan tâm theo dõi cái video review của chúng tôi.
Và anh chị có mua hàng chúng tôi thì anh chị có thể là vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại được để lại ở bên trên màn hình này cũng như là bên dưới phần mô tả anh chị nhé, hoặc trực tiếp liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0797 989 656, gặp trực tiếp tôi sẽ tư vấn cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta về cái dòng sản phẩm lò kéo di động nào phù hợp với mình nhất nha anh chị ha. Thì đây là dòng sản phẩm, nhắc lại là mang thương hiệu là Sansui, model của nó là SS4-06 nha anh chị ha. Thì một nữa thì xin được cảm ơn anh chị và các bạn chúng ta đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo.